có một người, ký tên là Xuân Park, lấy cái nickname là Spark. Ông đã là thành viên chính thức của X Cafe đấy. Vâng. Sau khi đặt cái buổi của Bùi Tín đến dự, và đây chắc là một anh nhỏ rồi, còn trẻ rồi, anh thanh niên này, thì anh đã đặt ra câu hỏi cho Bùi Tín, và không thấy Bùi trả lời, thì sau đó là như là ông nói nữa là ông đã ra khỏi diễn đàn, ông không có tham gia làm thành viên diễn đàn nữa. Vì ông biết là cái diễn đàn này nó không có tôn trọng sự thật đấy. Ông đã đặt câu hỏi với Bùi Tín như này. Ông đưa ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, trừ ra trong khoảng thời gian gần đây, dường như một trong những mục tiêu của bác đấy, tức là Bùi Tín, là thuyết phục mọi người nên hy vọng Đảng Cộng sản sẽ sửa đổi cho tốt hơn và chờ đợi nó xảy ra, chứ không cần manh động. Nhận xét này là qua những bài viết như hy vọng đại hội Đảng A, hy vọng tân bí thư B, ngay cả thời đầu tiên bác cũng hy vọng vào Tứ Giác .. nhưng thực tế chưa hề có việc gì xảy ra như ý bác mong đợi, mà còn trái ngược nữa. Trong vài bài mới đây của bác có những lời lẽ mạnh bạo, đại khái như mất dạy từ gốc. Như vậy có phải bác đã từ bỏ đường lối, hy vọng, chờ đợi, và cả không còn coi cái gốc Hồ Chí Minh là đáng tôn trọng? Nếu thế, bác có ân hận vì mình đã góp phần dẫn dắt dư luận đi theo hướng sai, thiếu sự thúc đẩy phong trào tranh đấu không? Và đường hướng mới của bác về sau sẽ như thế nào? Cái câu hỏi thứ nhất của anh Xuân Park gửi cho Bùi Tín, và không thấy Bùi Tín trả lời. Trả lời hết mọi câu, nhưng tôi nói là trừ có hai nhân vật không có trả lời. Câu thứ hai, như bác vừa nói, dân Việt Nam bây giờ gọi Đảng Cộng sản là bọn họ, chúng nó, tức là các đảng viên, gọi các đảng viên là chúng nó, một cách khinh bỉ. Thật ra còn một từ nữa còn nặng hơn, đó là nó khi nói Đảng Cộng sản, trống trơn, nói lên sự căm ghét tột cùng. Xin nghe những dân oan trả lời phỏng vấn. Như thế chắc bác cũng đồng ý, việc gì đến sẽ đến, thuyền sẽ bị nước lật chìm. Điều mà mọi người cần quan tâm là tình huống như thế sẽ dễ gây ra bạo loạn vì thiếu lãnh đạo và đoàn kết. Đó là điều không tốt vì sẽ mang đến những rủi ro rất lớn như nội chiến, sứ quân, và ngay cả nước ngoài sẽ thừa cơ thủ lợi. Vậy thì ý kiến của bác thế nào? Dĩ nhiên chắc không phải là kiểu hy vọng, chờ đợi, dân chủ tiềm tiến là những xảo thuật câu giờ giúp Đảng Cộng sản sống lâu. Và của một thành viên thứ hai của diễn đàn XFA, ký tên là Susu, thì sau khi câu hỏi này cũng không được Bùi Tín trả lời trong cái buổi hôm đó, và bây giờ thì thấy gạch đi để chữ là đã đi xa, thì ông có hỏi như thế này. Tôi xin phép xưng anh thì có lẽ đúng hơn. Từ năm 75 tới giờ, tôi chưa hề tham gia bất kể một tổ chức chính trị nào, và cá nhân cũng chưa hề tham gia bất kể hành động chính trị nào, trừ trên net, vì một lý do duy nhất là tôi tự xét mình không xứng đáng. Và điều mà tôi cho là không xứng đáng thì chính là cái lỗi của cả một thế hệ, chứ chẳng riêng gì tôi, mà tôi xin phép được trình bày với anh sau đây. Điều quan trọng duy nhất và cần thiết nhất, nếu nói là muốn có một Việt Nam thay đổi để tiến lên, mà bất kể một người Việt Nam nào làm